Hôm nay chúng tôi có một guest vị khách. Vị khách là chị? Vị khách, khách mời. Khách mời, khách mời tên là Hoàng Nhật. Mai Hoàng Nhật. Mai Hoàng Nhật. Nhưng là vua. Nhật, Il. 일본 왕? 몇 반 할 때 몇 반 할 때 맞지? 그러니까 일본 왕이네. 진짜 귀여워 các bạn. Xin chào các bạn. Mình tên là Hoàng Nhật. Hiện nay mình đang học tại trường Đông Nam ở Tây Cu. Mình lên Seoul để đi chơi thì mình tình cờ gặp chị Sinh Hy và anh Tông Ki. Hai anh chị đã mời mình có một cuộc giao lưu để nói chuyện với nhau về một vài vấn đề. Em có bạn gái không? Dạ em có bạn gái. Tôi cũng buồn lắm. Tại sao em có bạn gái? Chị tại vì em là đẹp trai. Bạn gái ở đâu? Sống ở đâu? Ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Cô này tắt sao vậy này? Hồ Chí Kiếp sợ. Nhưng mà người Việt Nam có một câu là người Việt Nam có một câu tục ngữ là nhất cử ly. Nhì tốc độ. Chúc mừng chị, cử ly. Cổ đi? Nè, cổ đi. Cổ đi? Nhì tốc độ. Tốc độ? Nè, tốc độ, speed. Speed, ví dụ như hàng ngày em và cô gái ấy thường xuyên gặp nhau. Thì từ lúc không có tình cảm với nhau, không có tình cảm thì dần dần trong dòng sẽ thích nhau. Nhưng mà đôi là tại vì con trai thích bên nhau. Thích skinship. Không. Tình cảm. Phát triển tình cảm. Phát triển. Nhì tốc độ. Tốc độ ga 빠르면 좋은 거야, 느리면 좋은 거야? 네네. 빨라야 돼? 네네. 빨리 빨리 해야 돼? 네네네. 냉냉냉. 또. 예시. 저는 신희는 좋아하고 동기 좋아해. 나도 좋아해. 근데 저는 저게 저는 먼저 말해. 등급보다. 그치? 디. 니 똑똑도 미안하. 니보이. 그러니까 좋아하면은 빨리 가서 하라고. 이해했어. 이해했어. 믿고 해? 디. 니 니 빠라 빠라지. 빠라. 빠라 힘들어. 니 그 리. 니 똑똑. 빠. 니 오라이. 그럼 혼나이티. giáo viên Hoàng Nhật sẽ giải những từ vựng mới. Từ vựng mới hay là tiếng ngôn. Tiếng ngôn. Tiếng ngôn và thế hệ. Tuổi tin. Tuổi tin. Tiếng Anh. Nên đời sinh viên. Ngôn. Internet 영어로 오늘